Xin chào quý cô chú anh chị em, hôm nay Phan Thái tiếp tục quay trở lại nhà vườn của chị Phương Phan. Có một số hoa mẫu đơn tiếp tục phục vụ cho quý cô chú anh chị mình chơi kiển ha. Rồi, dạ, dạ chào anh Thái, chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay nhà con về cũng một số mặt hàng hoa mẫu đơn để phục vụ các cô chú anh chị. Mong các cô chú anh chị ủng hộ cho con. Số điện thoại của con là 0703236412 cũng là số Zalo của con. Dạ, vừa qua con cảm ơn các cô chú anh chị đã ủng hộ con và tin tưởng cái clip vừa rồi. Chắc mong các cô chú anh chị ủng hộ con clip này nè, con xin chân thành cảm ơn ạ. Dạ, mã số 1 con là một hoa chăn vàng lá nhỏ ạ. Cây mặt mầm của chú anh chị. Dạ, chiều cao là 32 ạ. Dạ, hoành này là 21 ạ. Cây lên mầm cũng khỏe nha quý cô chú anh chị. Dạ, mã số 1 là 400.000 con bao ship bao sống ạ. Dạ, mã số 2 cũng là phôi chăn vàng lá nhỏ ạ. Chiều cao là 39 ạ. Cây rất là già ha. Dạ. Dạ, hoành này 21 luôn ạ. Dạ, mã số 2 cũng là 400.000 luôn ạ. Dạ, mã số 3 cũng là phôi chăn vàng lá nhỏ luôn ạ. Chiều cao 32. Dạ, hoành này 24 ạ. Mã số 3 cũng là 400.000 luôn ạ. Thì mã số 4 cũng là phôi chăn vàng lá nhỏ luôn ạ. Cây gốc măng với chị. Chiều cao 13. Dạ, hoành 25 ạ. Mã số 4 cũng là 400.000 luôn ạ. Thì mã số 5 là một cây chăn vàng nó nhỏ ạ. Một cốt tàn tròn dạ. Của cô chú chị, cây rất là già ha. Dạ. Rất giờ mèo. Chiều cao là 94. Tán ngang của cây là 90 ạ. Dạ, hoành này là 17 ạ. Cây củ lế một cốt thật với cô chú chị. Nó thăng là 20. Mã số 5 là 400.000 ạ. Cái mã số 6. Cây chân vàng nó nhỏ luôn ạ. Chiều cao là 90. Tàn tròn xe ha. Tán ngang của nó là 68 ạ. Thân già nó lên dạ. Me luôn. Thấu thân là 43. Dạ, hoành này 17 ạ. Cái mã số 6 cũng là 400.000 ạ. Hay mã số 7. Chiều cao là 89. Tán ngang của nó là 90 ạ. Dạ, hoành này 18 ạ. Dạ, mã số 7 là 400.000, vườn cũng có 3 ship luôn nha cô chú anh chị. Theo mã số 9. Chiều cao nó 83. Tán ngang 80 ạ. Hốc khăn nó 15. Dạ, hoành này là 19 ạ. Mã số 8 là 400.000 ạ. Đây là mã số 9 là một cây trang ghép 5 màu ạ. Có 5 màu cho hơn 5 màu quý cô chị. Ghép rất là nhiều. Chiều cao là 87. Tán ngang cây là 40 ạ. Dạ, hoành này là 7 ạ. Thôi là hồng phấn thái 3 màu, dạ. Đó là 2, camarot là 3, vàng cam là 4, tím sen là 5. Hơn hồng phấn là quý cô chú anh chị. Tính 5 màu ha, 6 dạ. Màu, 6, 7 màu. Mã số 9 là 400.000 luôn ạ. Cây thần chậu quý cô chú anh chị. Tiếp theo số 10. Mã số 10 là một cây Mỹ sen. Mỹ sen ạ. Màu cốt form rất đẹp. Chiều cao 1m25 ạ. Dòng này hoa to. Tán ngang đó là 94. Ở hoành trên đây là hoành 8 ạ. Dòng này khỏe lắm, người cưng chị dễ ra. Thất thăng là 35 ạ. Dạ, mã số 10 là 300.000 ạ.
Và số 11 cũng là số 11 là miếng sen luôn ạ. Hoa này quý vị chị, màu rất là ngọt. Chiều cao 1m2. Thân ngang đây là 87 ạ. Thân thân là 60 ạ. Cái quần eo trên đây là 10 ạ. Một cốp sạch. Dạ. Mã số 11 là cũng là 300.000 bao ship ạ. Hay là mã số 12 là một cây đỡ nhung lá bóng ạ. Còn gọi là lá nhựa miền Bắc con chú anh chị em. Cây một cốt form toàn tròn ha. Chiều cao 1m15. Tán ngang cây là 1m18 ạ. Giá thoát thân là 46. Giá quanh này là 10 11 ạ. Mã số 12 là 350.000 ạ. Mã số 13 cũng là đỏ nhung lá bóng ạ. Chiều cao 1m27. Tán ngang cây 1m1. Thốt thăng là 56. Giá quanh này là 11 ạ. Mã số 13 là 350.000 ạ. Mã số 14 là một cây mỹ cam. Cây này thần bầu với cô chú anh chị. Cây này thần nghe cô chú anh chị. Nằm trên bầu sống khỏe rồi ha. Dạ. Chiều cao là 1m13. Tán ngang cây 1m1. Giá thấu thân là 30 ạ. Giá quanh này 10 ạ. Một cốt sạch với dạ. Và mã số 14 là 300.000 ạ. Mã số 15 lỗ là mỹ cam luôn ạ. Chiều cao 1m. Tán ngang cây là 90. Thoát thân là 34. Giá quanh này 10 luôn ạ. Mã số 15 là 300.000 ạ. Mã số 16 là mỹ cam luôn ạ. Chiều cao 1m. Tán ngang là 1m luôn ạ. Thoát thân là 40. Dạ quanh này 10 luôn ạ. Ủa đấy còn nguyên với cái gì? Nằm trên bầu ha. Rồi rễ. Rễ. Dạ. Mã số 16 là 300.000 ạ. Tê mã số 17 là một cây hồng phấn phất tím siêu bông ạ. Chiều cao là 77. Tán ngang cây là 90. Cây này dáng nghiêng nghiêng với cô chú chị. Dạ. Dạ quanh là 15 ạ. Vũ đế nguyên một hai tay á. Hai tay. Mã số 17 là 300.000 ạ. Mã số 18. Cây này cũng là hồng phấn phấn tím luôn ạ. Về quý cô chú anh chị mình con cái đợt sau nó là rất là đẹp cái cây này ha. Chiều cao là 90. Tán ngang cây là 77 ạ. Cây này cái form nó thoáng với cô chú anh chị em. Dạ quanh này 14 ạ. Đây, đây, đây cái dáng này giống như một cái con thú ha. Đi trước đi sau quý cô chú anh chị đây cái đuôi nè. Dạ. Và mã số 18 là 300.000 luôn ạ. Mã số 19 cũng là hồng phấn phất tím luôn ạ. Chiều cao là 87. Tán ngang cây là 89 ạ. Ở quanh này 15 ạ. Cây nào đấy cũng nở cho người tại chưa khui ha. Mã số 19 cũng là 400.000 luôn ạ. Mã số 20 là hồng phấn phất tím luôn ạ. Chiều cao là 93. Tán ngang cũng 93 luôn ạ. Hoa cái màu rất ngọt luôn. Hoành 15 ạ. Cây củ đế nở với tôi những gì. Mã số 20 cũng là 300.000 ạ. Mã số 21. Chiều cao là 80. Tán ngang cây là 87 ạ. Giá quanh này 13.
Củ rễ còn sâu ấy cô chú chị, rễ gà trắng trên trên bầu. Mã số 21 là 300 ngàn ạ. À. Bên kia kìa. Đậu bài á. Ngoài. Mã số 22, còn cây đỏ 22 Dubai. Là cây đỏ Dubai ạ. À. Cây này cái tàn. Nó sát cái tàn luôn. Cây màu cốt phơm tròn. Chiều cao 1m3. Hoa đỏ rực với tôi chị. Tán ngang cây 1m2 ạ. À. Dòng này sai hoa lắm nha. Thước khăn là 50 ạ. À. Màu cốt sạch tay cành nấm tứ diện. Dạ. Quanh này 10, 12 ạ, à, gửi ạ. À. Quá xa cái đấy. Mã số 22 là 450 ngàn ạ. Ở Dubai, size lớn của chị. Tiếp theo mã số 23. Vẫn là đỏ Dubai luôn. Cây lên hoa lên búp rồi. Hoa rất là tròn. Chiều cao 1m2. Hoa nè. Tán ngang cây 1m1. Tay cành nóng tứ diện ha, rất đọt luôn. Thấm thân là 53. Đỉnh mấy đâu không? Giá quanh 11 ạ. À. Mã số 23 cũng là 450 ngàn luôn ạ. À. Mã số 24. Một cây đỏ Dubai tiếp theo. Chiều cao 1m3. Tài cành lắm đặc ha. Tán ngang cây 1m1 ạ. Thấp khăn là 58. Giá quanh 11 ạ. À. Mã số 24 là 450 ngàn luôn ạ. À. Mã số 25. Cái đó Dubai luôn ạ. À. Phơm tàn màu cốt và tàn cái dù. Chiều cao 1m3. Tán ngang cây 1m1. Thấp thân là 63. Dạ quanh đây là 10 ạ. À. Để tới diện luôn. Dạ. Mã số 25 là 400 ngàn ạ. À. 26. Mã số 26 là cây vàng hường ngật đỏ. Dọc này cánh màu rất đẹp của tôi nha em. Chiều cao là 90. Tán ngang 1m15 ạ. À. Một cốt phân toàn tròn. Thân hơi ngắn ha. Thân khoảng một tấc. Quanh 13. Dạ, nứt già của tôi chính chị. Cũ còn khai thác xuống được nha. Dạ. Mã số 26 là 400 ngàn ạ. À. Mã số 27 cũng cây vàng hường đặc đỏ ạ. À. Chiều cao là cái thước lộn. Bùm. Chiều cao là 90. Tán ngang cây 1m1 ạ. À. Giá quanh này là 10 ạ. À. Cái này quý cô chú anh chị mình về trồng khỏe mình khai thác cái đế nha. Cái đế nở lắm. Củ nở. Mã số 27 là 400 ngàn ạ. À. Thêm mã số 28. Giờ này hoa rất là ngọt với cô chú anh chị. Chiều cao 1m5. Trời sọc. Tán ngang 1m1. Thốt thân là 34 ạ. À. Dạ quanh này là 9 ạ. À. Mã số 28 là 350 ngàn ạ. À. Hoa đẹp rồi, tàn đẹp. Cây rất là đẹp của tôi. Mã số 29. Chiều cao là 95. Tán ngang cây 1m1. Quân tàn rất là đẹp luôn. Thấp thân là 30. Dạ quanh này là 9 ạ. À. Mã số 29 là cũng là 350 ngàn luôn ạ. À.
Mã số 30. Vàng hương cột cỏ. Chiều cao 1m. Tá ngang 1m1 ạ. Thất thân là 26. Dạ hoành này là 9 ạ. Tài cần đóng đặt với cũng chịu phương tàn. Mã số 30 là 350.000 ạ. Mã số 31. Cái này nó thoát thân cao và cái form mà quý cô chú chị em thấy đường do luôn. Hoa rất là sáng ha. Chiều cao 1m1. Tá ngang 1m ạ. Thoát thân là 40. Dạ hoành này là 9 ạ. Mã số 31 là 350.000 không ạ. Mã số 32. Chiều cao 1m. Tá ngang 1m15 ạ. Thoát thân là 39 ạ. Dạ hoành này 9 luôn ạ. Mã số 32 là 350.000 luôn ạ. Theo mã số 33. Vẫn là vàng hương cột đỏ. Cánh bầu của cô chú chị, rồi mà cánh bầu rất là đẹp luôn. Hoa lên đậm ha. Chiều cao 1m2. Tá ngang 1m05 ạ. Với nở màu hồ vàng hương rồi. Thoát thân là 39 ạ. Đậm nó lên cái màu rất là đậm. Dạ hoành đây là 10 ạ. Mã số 33 là 350.000 ạ. Te là mã số 34 là một cây vàng lá bơ ạ. Cây này nó hơi lắc nha cô chú anh chị. Dòng này hoa rất là to với cô chú anh chị. Chiều cao 1m4 ạ. Tá ngang 1m1 ạ. Thoát thân là 66 ạ. Cái đế nở với cô chú anh chị. Hoành 12 ạ. Đế còn sâu nha. Dạ. Rồi giá luôn. Mã số 34 là 350.000 ạ. Đặc biệt dòng này hoa mà đúng sức rồi nó to lắm quý cô chú anh chị em. Cái màu vàng nhẹ ha. Số 35. Cây vàng lá bơ tiếp theo. Vàng lá bơ. Chiều cao 1m3. Đá ngang 1m2 ạ. Cây cái form 1 cốt ha. Thấu thân là 24. Hoành 10 ạ. Cây này củ đế còn dọn sâu quý cô anh chị. Dạ. Chuyển mạng lên trắng dần. Dạ mở số 35 là 350.000 ạ. Mở số 36. Mở số 36. Chiều cao 1m3. Tá ngang 1m1 ạ. Dạ hoành này 10 ạ. Thoát thân là 20. Mã số 36 là 350.000 luôn ạ. Xuống dưới đi. 7. 57. Theo là cây mã số 37 là cây vàng hương đỏ ạ. Cây này một khúc lùng nhưng mà form tàn của quý anh chị. Tròn đặc ha, xòe. Chiều cao là 87 ạ. À, hoa rất là sáng. Tá ngang 1m2 ạ. Cây củ đế nở. Hoành 14 ạ. Lùng lực ha. Dạ. Đế tai luôn. Mã số 37 là 400.000 ạ. Hoa rất đẹp. 38.
Là mà số 38 rồi cũng vàng hường đỏ. Thì có củ đế hồng phấn phấn tím. Củ đế nở ha. Dạ. Chiều cao 1m ạ. Tán ngang 1m2 ạ. Hoành 12 ạ. Dạ. Mã số 38 là 400.000 ạ. Thì mã số 39 là cây hồng phấn phấn tím ạ. Lá xanh mướt ha. Dạ. Chiều cao là 90. Tán ngang cây là 90 luôn ạ. Hoành 13. Mã số 39 là 300.000 luôn ạ. Mã số 40. Hồng phấn phất tím luôn cho chị. Hồng phấn phất tím ạ. Chiều cao là 89. Tán ngang là 99 ạ. Dạ. Hoành 15 ạ. Dạ. Mã số 40 cũng là cây cuối clip của nhà vườn con ạ. Mã số 40 là 400.000. Cuối clip con chúc các cô chú anh chị một mùa Giáng sinh vui vẻ và ấm áp bên gia đình và luôn luôn ủng hộ nhà vườn của con. Con xin chân thành cảm ơn ạ. Rồi, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị ha. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào clip tiếp theo nha.